cơ sở đấu của Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 7 giờ tối thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, và ngay lúc này đây thì hôm nay đơn vị của chúng tôi đang đóng gói và bọc hai món sản phẩm để đi bàn giao cho hai bác khách hàng. Đó chính là một chiếc tủ chè được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ hụ ta Quảng Bình cũ. Chiếc tủ này thì chúng tôi bàn giao cho anh Cường, anh đến từ Kiên Bái, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và món sản phẩm thứ hai là một bức tranh đồng quê, chất liệu bằng gỗ hụ và được khảm mốc Singapore. Chúng tôi bán cho bác Trung, bác đến từ thành phố Hưng Yên. Thì do là ngày mai chúng tôi phải đi sớm nên ra giờ chúng tôi xếp xong cái tủ này lên và chúng tôi sẽ về kho ở trong để chờ lốt bức đồng quê như yêu cầu chỉnh trang lại của bác Trung, đó đến từ Hưng Yên. Và hai bác khách hàng này thì đã mua rất nhiều những cái sản phẩm của cơ sở của chúng tôi rồi. Và đây là hình ảnh chúng tôi đang vận chuyển chiếc tủ này lên xe, đó để sáng mai chúng tôi sẽ đi bàn giao sớm cho hai bác khách hàng. Đó thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu những cái món đồ tương tự thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 083 626 9999. Vâng, và vào lúc này đây đã là 10 giờ 30 buổi trưa chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Thì sau khi di chuyển chừng hơn 100 cây số thì lúc này chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Cường. Và đây là toàn cảnh cái không gian nội thất của nhà anh Cường khi mà cái căn nhà bên kia đang xây dở. Tầng dưới thì anh xây để ở, còn tầng trên thì là xây phòng thư. Và chiếc tủ chè ở trong kia chúng tôi đã bàn giao do cái công trình anh đang hoàn thiện dở dang. Đó, quý vị thấy là dưới thì đang xây dở, trên thì là căn nhà gỗ. Và sau khi chúng tôi đã bàn giao và chuyển cho bác Trung ở Hưng Yên bức tranh thì chúng tôi lại quay về đây luôn để bàn giao chiếc tủ này. Đó thì rất tiếc là hôm nay anh Cường cũng không có nhà. Và chính xác ra là anh Cường thì đã mua hai món sản phẩm của đơn vị chúng tôi rồi từ năm ngoái. Mua một bộ ghế guột trúc bằng gỗ chắc và cùng đó một chiếc tủ sen cũng bằng gỗ của ta Quảng Bình. Và chính xác hơn là chiếc tủ này thì anh mua để tặng cũng như là kỷ niệm bố vợ anh. Đó, đây chính là nhà bố vợ anh. Quý vị nào mà đã theo dõi kênh cơ sở chúng tôi thì có thể thấy là anh Cường đã mua hai món sản phẩm của chúng tôi từ năm ngoái. Và đây là chiếc tủ thì anh kê tạm ở đây thôi. Đó thì đợi căn nhà hoàn thiện lốt xong thì anh sẽ kê cái sản phẩm này vào đúng vị trí phòng khách, gian thờ. Đó, và mọi thông tin chi tiết quý vị có thể là liên hệ theo hai số điện thoại ở trên màn hình kia, cũng như là liên kết số Zalo là 0985 230 888 để có thể lấy thêm nhiều hình ảnh cũng như là những cái sản phẩm mà chúng tôi hiện có. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Quý vị có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng đàm Phượng Chí, mất chừng vài trăm mét. Và nhân dịp đây thì cơ sở Bùi Tuấn cũng một lần nữa xin kính chúc là hai bác khách hàng hôm nay, đó chính là anh Cường cũng như là bác Trung đến từ Thủy Nguyên cũng như là đến từ thành phố Hưng Yên có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, may mắn để gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và đây là những cái hình ảnh chi tiết nhất của những cái sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi hiện có, và chúng tôi cho lên một vài ví dụ để cho quý vị có thể tham khảo thêm. Và quý vị xem video thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh để có thể liên tục cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo. Xin chào.